Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 7 tháng 8, Hà Nội ngày nắng nóng có nơi trên 36 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Theo đó, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày trời nắng, có nơi nắng nóng trên 36 độ, khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo thời tiết hôm nay cho các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng đồng bằng từ 35 đến 36 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.